Xin chào tất cả những người bạn yêu bay. Hello Pioneer. Hôm nay Thanh lại tiếp tục giới thiệu mọi người một video mới về một thông báo mới nhất của Bay Go Team trên màn hình chính ứng dụng đào bay vào ngày 12 tháng 7 lúc 3 giờ 5 phút sáng. Thì trên màn hình chính ứng dụng đào bay Bay Go Team có cái dòng thông báo như thế này. Thì Thanh đã chuyển qua đoạn test và chuyển qua tiếng Việt cho mọi người. Dòng thông báo này như sau. Như đã thông báo trên B2D, thời gian ăn hạn 6 tháng cần thiết cho việc chuẩn bị B cho mạng mở đã bắt đầu vào ngày 1 tháng 7. Những người tiên phong đã hoàn thành KYC và Binance của họ di chuyển trong thời gian cụ thể được xác định bởi thời gian ăn hạn, bao gồm sự linh hoạt để hỗ trợ những người tiên phong đang bị mắc kẹt trong quá trình này. Theo khấu hệ thống, đọc thêm về thời gian ăn hạn, hành động và thông báo cho nhóm của bạn. Thì xung quanh cái thông báo này, Thành có cái bài viết là phân tích thông báo mới nhất của Build Team trên màn hình ứng dụng khai thác Bay vào ngày 12 tháng 7 năm 2024. Thì đoạn phân tích nó sẽ nằm ở dưới này. Chúng ta, Thành sẽ phục vụ người qua có tiếng như sau. Thứ nhất là tiếng Việt, thứ hai là tiếng Anh, thứ ba là tiếng Hàn Quốc. Tiếng Hàn Quốc, thứ tư là tiếng Indonesia. Và nếu còn thời gian là Thành phục vụ mọi người qua tiếng Trung Quốc nữa. Rồi, chúng ta đi vào cái video thôi. Văn bản trên thông báo một sự kiện quan trọng liên quan đến Binance, một hệ sinh thái tiền điện tử đang phát triển. Hãy cùng phân tích chi tiết nội dung chính của thông báo này. Một, bối cảnh và tầm quan trọng của B2D. Thông báo bắt đầu bằng cách đề cập đến B2D, ngày kỷ niệm của Binance. Trong đó, mạng đã giới thiệu một giai đoạn quan trọng được gọi là giai đoạn ăn hạn. Đây là giai đoạn khoảng thời gian 6 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 nhằm chuẩn bị cho việc khai trương Binance. Hai, thời kỳ ăn hạn. Thời kỳ ăn hạn là một giai đoạn quan trọng để đảm bảo rằng tất cả các thành viên, người tiên phong của mạng Bay có thể hoàn thành các yêu cầu xác minh danh tính, KYC và di chuyển sang Binance. Xác minh KYC là một bước thiết yếu để đảm bảo tính bảo mật và hợp pháp của các giao dịch trên mạng, đồng thời việc di chuyển sang Binance đánh dấu sự chính thức và hoạt động của Binance. Thứ ba, yêu cầu về tính linh hoạt trong quy trình. Thông báo nhấn mạnh rằng người tiên phong cần hoàn thành các bước này trong thời hạn cụ thể được xác định bởi thời gian ăn hạn. Tuy nhiên cũng có sự linh hoạt trong quy trình này để hỗ trợ những người đang gặp khó khăn do sự cố hệ thống. Điều này cho thấy Binance quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các thành viên của mình, đồng thời duy trì tính toàn vẹn của mạng. Bốn, kêu gọi hành động. Cuối cùng, thông báo kêu gọi người tiên phong đọc thêm về thời gian ăn hạn, thực hiện các hành động cần thiết và thông báo cho nhóm của họ về những yêu cầu này. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo tất cả các thành viên đều nhận thức và tuân thủ các quy định mới, góp phần vào sự thành công chung của mạng lưới. Phần kết luận, thông báo từ Bay Go Team là một lời nhắc nhở quan trọng về các bước cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và an toàn sang Binance của Binance. Bằng cách nhấn mạnh tính linh hoạt và hỗ trợ các thành viên của mình, Binance cố gắng tạo ra một môi trường thân thiện và an toàn cho tất cả những người tiên phong của mình. Đây là một bước quan trọng hướng tới việc chính thức hóa và mở rộng mạng Bay trong tương lai. Một bài phân tích ngắn gọn nhưng rất xúc tích về cái đoạn thông báo của Bay Go Team. Nếu mọi người thấy video hay, hãy cho mình lượt like, lượt subscribe, đăng ký kênh. Thành chuyển qua phiên bản thứ hai là phiên bản tiếng Anh. Xin mời mọi người. Analysis of PyCore Team's latest announcement on Pi Mining App screen on July 12, 2024 at PyCore Team July 12, 3:05 a.m. is announced on Pi Today, the six-month grace period. Essential for preparing Pi for open network began on July 1. Pioneers must complete their KYC and mainnet migration within specific deadlines defined by the grace period, which includes flexibility to accommodate pioneers who are stuck in the process by system blocks. Read more about the grace period, take actions and inform your teams. Analysis of PyCore Team's latest announcement on Pi Mining App screen on July 12, 2024. The text above announces an important event related to the Pi network, a developing cryptocurrency ecosystem. Let's analyze the main content of this announcement in detail. 1. Context and importance of Pi Today. The announcement begins by mentioning Pi Today, the anniversary of Pi Network.
during which the network introduced a crucial phase called the grace period. This is a six-month period starting from July 1st, aimed at preparing for the opening of the Pi network. 2. The grace period. The grace period is a significant phase to ensure that all members, pioneers, of the Pi network can complete the requirements for identity verification, KYC, and migrate to the mainnet. KYC verification is an essential step to ensure the security and legality of transactions on the network, while migration to the mainnet marks the officialization and operation of the Pi network. 3. Requirements and flexibility in the process. The announcement emphasizes that pioneers need to complete these steps within specific deadlines defined by the grace period. However, there is also flexibility in this process to support those who are encountering difficulties due to system issues. This shows that Pi Network cares and facilitates all its members while maintaining the network's integrity. 4. Call to action. Finally, the announcement calls on pioneers to read more about the grace period, take necessary actions, and inform their teams about these requirements. This is an important step to ensure that all members are aware of and comply with the new regulations, contributing to the overall success of the network. Conclusion. The announcement from Pi Core Team is an important reminder of the necessary steps to ensure a smooth and secure transition to the mainnet of Pi Network. By emphasizing flexibility and support for its members, Pi Network strives to create a friendly and secure environment for all its pioneers. This is a crucial step towards the formalization and expansion of the Pi Network in the future. Tiếp theo chúng ta đi vào phiên bản của Indonesia. Một bài phân tích của qua ngôn ngữ Indonesia. Mời mọi người cùng lắng nghe. Analisis pengumuman terbaru Picor ETM di layar aplikasi penambangan Pi pada tanggal 12 Juli tahun 2024 at Picor ETM tanggal 12 Juli pukul 3:05 pagi seperti yang diumumkan pada IID masa tenggang 6 bulan. Penting untuk mempersiapkan Pi untuk jaringan terbuka dimulai tanggal 1 Juli. Pionir harus menyelesaikan KYC dan mainnetnya migrasi dalam batas waktu tertentu yang ditentukan oleh masa tenggang, yang mencakup fleksibilitas untuk mengakomodasi pionir yang terjebak dalam proses oleh blok sistem. Baca lebih lanjut tentang masa tenggang, ambil tindakan dan informasikan kepada tim Anda. Analisis pengumuman terbaru Picor ETM di layar aplikasi penambangan Pi pada tanggal 12 Juli tahun 2024 teks di atas mengumumkan peristiwa penting terkait jaringan Pi. Ekosistem mata uang kripto yang sedang berkembang. Mari kita analisa isi utama pengumuman ini secara detail. 1. Konteks dan pentingnya IID. Pengumuman ini dimulai dengan menyebutkan IID. Hari jadi Pi Network, di mana jaringan tersebut memperkenalkan fase penting yang disebut masa tenggang. Ini adalah periode 6 bulan mulai tanggal 1 Juli, yang bertujuan untuk mempersiapkan pembukaan jaringan Pi. 2. Masa tenggang. Masa tenggang adalah fase penting untuk memastikan bahwa semua anggota, pionir, jaringan Pi dapat menyelesaikan persyaratan verifikasi identitas, KYC, dan bermigrasi ke mainnet. Verifikasi KYC merupakan langkah penting untuk memastikan keamanan dan legalitas transaksi di jaringan, sementara migrasi ke mainnet menandai resmiisasi dan pengoperasian jaringan Pi. 3. Persyaratan dan fleksibilitas dalam proses pengumuman tersebut menekankan bahwa pionir harus menyelesaikan langkah-langkah ini dalam tenggat waktu tertentu yang ditentukan oleh masa tenggang. Namun, ada juga fleksibilitas dalam proses ini untuk mendukung mereka yang menghadapi kesulitan karena masalah sistem. Hal ini menunjukkan bahwa Pi Network peduli dan memfasilitasi seluruh anggotanya dengan tetap menjaga integritas jaringan. 4. Ajakan bertindak terakhir.
Pengumuman tersebut menyerukan kepada para pionir untuk membaca lebih lanjut tentang masa tenggang, mengambil tindakan yang diperlukan, dan memberitahu tim mereka tentang persyaratan ini. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa semua anggota mengetahui dan mematuhi peraturan baru, sehingga berkontribusi terhadap keberhasilan jaringan secara keseluruhan. Kesimpulan pengumuman dari PCOR-ETM merupakan pengingat penting tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan transisi yang lancar dan aman ke mainnet jaringan PI. Dengan menekankan fleksibilitas dan dukungan bagi anggotanya, PI Network berupaya menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi semua pionirnya. Ini adalah langkah penting menuju formalisasi dan perluasan jaringan PI di masa depan. Tiếp theo mình xin gửi đến mọi người phiên bản tiếp theo là phiên bản tiếng Trung. Xin mời mọi người. 2024年7月12日 PyCoreTeam 在 Py 挖矿应用程序屏幕上的最新公告分析地址符 PyCoreTeam 7月12日凌晨3点05分 正如 PI2DAY 所宣布的6个月宽限期对于未开放网络准备 Py 至关重要开始于7月1日 先驱者必须完成 KYC 和主网在规定的具体期限内进行迁移宽限期，包括灵活地容纳陷入困境的先驱者通过系统快了解有关宽限期的更多信息，采取行动并通知您的团队。 2024年7月12日，PyCoreTeam在PyWaKwang应用程序屏幕上的最新公告分析上面的文字宣布了与 Pi Network 一个正在发展的加密货币生态系统相关的重要事件。我们来详细分析一下本次公告的主要内容：一 Pi2DAY 的背景和重要性。公告首先提到了 Pi2Day。 即 Pi Network 的周年纪念日，在此期间，该网络引入了一个称为宽限期的关键阶段，这是从7月1日开始的6个月时间，旨在为 Pi Network 的开放做准备。二、宽限期是确保 Pi 网络的所有成员先锋都能完成身份验证 KYC。 要求并迁移到主网的重要阶段 KYC 验证是确保网络交易安全合法的重要步骤而迁移到主网则标志着 Pi 网络的正式化和运营 3. 过程中的要求和灵活性该公告强调先锋公司需要在宽限期规定的具体期限内完成这些步骤但是 此过程也具有灵活性，可以为那些因系统问题而遇到困难的人提供支持。这表明 Pi Network 在维护网络完整性的同时，关心并为所有成员提供便利。四、号召性用语最后，该公告呼吁先锋对详细了解宽限期，采取必要的行动。 并向其团队通报这些要求，这是确保所有成员了解并遵守新法规的重要一步，有助于网络的整体成功。结论： PyCoreTeam 的公告是一个重要的提醒，提醒我们必须采取必要的步骤，以确保顺利、安全的过渡到 Pi Network 主网。 通过强调灵活性和对其成员的支持 ，Pi Network 致力于为其所有先锋创建一个友好且安全的环境。这是 Pi 网络未来走向正规化和扩展的关键一步。Cuối cùng là phiên bản tiếng Hàn Quốc.
Xin mời tất cả mọi người. Picori 팀 위 2024년 7월 12일 P 마이닝 앱 화면에 대한 최신 발표 분석 골뱅이 PICORETAM 7월 12일 오전 3시 5분 파이 투데이 PIEDAY에서 공지한 바와 같이 6개월의 유예 기간 그레이스 피리어드는 개방형 네트워크용 P를 준비하는데 필수적이며 7월 1일 개척자는 KYC 및 메인넷을 완료해야 합니다. 에서 정의한 특정 기한 내 마이그레이션 다음과 같은 유연성이 포함된 유예 기간 프로세스에 갇혀 있는 개척자를 수용 시스템 블록으로 유예 기간에 대해 자세히 알아보십시오. 조치를 취하고 팀에 알리세요. 피커리 팀 위 2024년 7월 12일 P 마이닝 앱 화면에 대한 최신 발표 분석 위에 텍스트는 발전하는 암호화폐 생태계인 P네트워크와 관련된 중요한 이벤트를 발표합니다. 이번 발표의 주요 내용을 구체적으로 분석해보자. 1. PIEDAY 위 맥락과 중요성 발표는 P네트워크 기념일인 PIEDAY를 언급하면서 시작됩니다. 이 기간 동안 네트워크는 유예기간 이라는 중요한 단계를 도입했습니다. P네트워크 오픈 준비를 목표로 7월 1일부터 6개월간 진행되는 기간입니다. 2. 유예기간 유예기간은 P네트워크의 모든 구성원, 개척자, 이신원 확인, KYC 요구사항을 완료하고 메인넷으로 마이그레이션 할 수 있도록 보장하는 중요한 단계입니다. KYC 검증은 네트워크 거래의 보안과 합법성을 보장하는 데 필수적인 단계이며 메인넷으로의 이전은 P네트워크의 공식화 및 운영을 의미합니다. 3. 프로세스의 요구사항 및 유연성 이 발표에서는 개척자들이 유예기간으로 정의된 특정 기한 내에 이러한 단계를 완료해야 한다는 점을 강조합니다. 하지만 이 과정에는 시스템 문제로 어려움을 겪고 있는 사람들을 지원하기 위한 유연성도 있습니다. 이는 P네트워크가 네트워크의 무결성을 유지하면서 모든 구성원을 배려하고 촉진한다는 것을 보여줍니다. 4. 행동 촉구 마지막으로 발표에서는 개척자들에게 유예 기간에 대해 자세히 알아보고 필요한 조치를 취하고 팀에 이러한 요구사항을 알릴 것을 요청합니다. 이는 모든 회원이 새로운 규정을 인지하고 준수하도록 보장하여 네트워크의 전반적인 성공에 기여하는 중요한 단계입니다. 결론 피커리 팀 위 발표는 P네트워크 위 메인넷으로 원활하고 안전하게 전환하는 데 필요한 단계를 상기시키는 중요한 알림입니다. P네트워크는 회원에 대한 유연성과 지원을 강조함으로써 모든 개척자에게 친근하고 안전한 환경을 조성하기 위해 노력합니다. 이는 향후 P네트워크의 공식화 및 확장을 향한 중요한 단계입니다. 타임. As the end of the video, I would like to thank everyone for watching the video. Please like video and subscribe to my channel B Network New Update. Thank you all. Be near. Wish everyone a happy and successful new day. Thank you very much. Goodbye. See you again. Bye.